Chào các bạn, mình sẽ vô một cái chợ tên là chợ Hòa Bình ở Garden Grove nha. Thì cái chợ này nó rất là lớn ở cái khu Việt Nam của mình. Mục đích vô đây là thứ nhất là mình mua những cái món để mẹ mình làm súp cua cho mình và ba mình ăn. Nhưng mục đích chính đó là mình sẽ mua những con cua gọi là Dungeon Crab ở Alaska để mình đãi ba mẹ mình nha. Rồi, cả nhà hãy chờ xem, mình sẽ quay bên trong nha. Vô các bạn thấy á, một khu ở đây á, là bán những cái đồ khô, bánh trái, mì gói này kia. Ở đây là những cái đồ hộp, rồi có bia Heineken nữa. Ở đây thì có xương sáo, hột lựu, măng. Rồi tất cả mọi người đều sắp hàng nhưng mà phải cách nhau 6 feet đó, để cho đừng có gọi là social distance đó. Rồi ở đây thì bán các loại nước sốt nè, các bạn thấy không? Mình sẽ không đi hết cái chợ này, mình quay tổng quan thôi. Và mình xuống mình lựa cua. Ở đây thì bán những cái đồ đông lạnh như còi sò điệp. Đó, còi sò điệp này kia. Đó, cái này còn vỏ, còn cái này những cái còi nè. Ở Mỹ thì đồ ăn thì không có thiếu nhưng mà chủ yếu là tươi hay không tươi thôi. Phần lớn là những cái đồ đông lạnh ha các bạn. Chỉ có một số đồ tươi thôi. Đấy. Rồi bây giờ khi mà mình qua cái đồ tươi là nó nằm ngay chỗ này nè. Ồ, ngay chỗ này hôm nay là họ chùi rửa cho nên nó sạch sẽ hơn nhiều rồi nè. Đó, các bạn thấy không? Lần trước mình đi nó vậy. À, ở đây có xà lông nữa nè các bạn. Đây, đây là xà lông này nha. Rồi salon chết queo rồi. Salon này á các bạn nhìn á, gọi là salon nhưng thật sự á, nó không có giống salon ở Việt Nam mình. Đó, nhìn nó không có giống. Cái hình thù của nó không có giống lắm nha. Rồi. Salon thì một thau là $5. Rồi cũng có cua nữa nè, cua bên Mỹ nó giống giống con ghẹ chứ không giống con cua. Nhưng mà nó màu xanh. Đó, nó gọi là blue crab nè, các bạn coi được nè. Đó, đây là những con cua blue crab. Mấy con cua này ăn cũng ngon lắm nha, nhưng mà nó khó lọc vỏ lắm cho nên mình không có mua mấy con cua này. Loại cua mình mua là nó mắc tiền hơn và nó dễ lọc vỏ, nó bự hơn. Đó. Đó, các bạn thấy không, nó nhìn giống con ghẹ nhưng mà nó màu xanh. Rồi, ốc vòi voi nè. Rồi, mình coi đây, à, ở đây thì có những con nghêu nè. Đó, gọi là clam đó cả nhà, để mình cho cả nhà coi. Đó, những con nghêu như thế này. Đó, các bạn thấy không? Ồ, đó, 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 những nghêu như thế này nè. Thì nó là một thao là $4.89. Ở trên đây thì mình lại có những cái con tôm hùm nè. Sao mình không thấy cua, để mình hỏi mấy chú coi cua ở đâu nha. Gọi đây là ốc gạo. Ốc gạo nha các bạn. Đây, ốc gạo nè, cả nhà thấy chưa? Đó, những con ốc gạo. Đó, nhìn rất là sạch sẽ nha. Sau khi làm vệ sinh xong á, mình thấy rất là sạch sẽ, để mình hỏi với chú coi mấy con cua đâu rồi, sao mình không thấy nữa. Ở đây thì có tôm nè, tôm tươi. Tôm đã lặt đầu rồi và tôm chưa lặt đầu. Tôm lặt đầu rồi nó nhỏ, tôm chưa lặt đầu thì nó bự hơn, bởi vậy á, cái giá của nó là cũng ngang nhau. $6.99. Rồi có cá nữa nè. À, thấy chưa? À, cá nè, thấy chưa? Kính thưa các loại cá. Rồi, để mình qua đây. À, crawfish. Đây, đây crawfish nè. Cả nhà thấy chưa? Đây là những con tôm này á, bắt ở Louisiana ha. Đó, các bạn thấy không? Đó. Mấy con này được coi là động vật phá hoại mùa màng nha, xâm nhập đồ này kia. Ở Việt Nam mình á, là đã có trường hợp người ta đem về ta nuôi rồi, chính phủ cũng cấm rồi nha. Mấy con này là không nên nuôi nha.
nha các bạn. Ok, con này phá hoại mùa màng dữ và cái sức sống của nó rất là mãnh liệt đó nha. Nó có thể đi trên cạn và nó di cư được nữa. Ok đó. À, các bạn thấy không, gọi là crawfish nha. Đó, crawfish ở đây á, thì nó bán với cái giá là 5 đồng 99, cũng tương đối mắc á, tại mình mua là 3 đồng 99, 4 đồng 99 mấy lần trước, nhưng mà khi vô tiệm á, là nó bán là khoảng 11-12 đồng sau khi chế biến nha. Rồi để mình cho xung quanh nữa. Đó, ở cái khu vực xa xa cuối đó, bạn thấy chữ vegetable không, đó là rau củ quả này kia. Rồi vậy nha, để mình đi hỏi cua coi có cua không. Rồi các bạn ơi, tin buồn, đó là trời bão cho nên là không có cua Alaska, nhưng mà đó cũng là tin vui. Mình sẽ mua tôm hùm. Đấy, thì mình order tôm hùm bự rất là nhiều rồi, bây giờ mình sẽ order tôm hùm nhỏ. Tại tôm hùm bự ăn không hết nha các bạn, quá bự, cho nên là mình mua hai con nhỏ kỳ này ăn chung với những cái món khác. Ok. Rồi đây là tôm hùm, thì tôm hùm nó có giá là 9 đồng 99 nha. Rồi nhìn tôm hùm nào, đó thì đó, chú bắt cho mình hai con nhỏ cho nên cũng khó lựa. Ở đây mình cũng có cá hồi nữa nè các bạn, thấy không, cá hồi đó. Ở đây cũng có trứng cá nữa nè các bạn. Đó, trứng cá nha. Con này hình như cá thắt lát nè, nếu mình không lầm đây là cá thắt lát nha. Đó, hai con tôm chú bắt cho mình nè. Được chưa? Rồi cả nhà ơi, bây giờ là mình đang có cái mọc tôm hùm trước mặt mình nè nha. Đó, thì mình mua hai con nhỏ thôi. Thì hai con nhỏ, cái cân nặng của nó là 4 pound mấy, nhân ra 9 đồng 99 là 43 đồng 41 nha. Rồi hai con tôm nhỏ.